Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách trị lan ben hiệu quả nhất. Thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên đó chính là xác định bệnh lan ben và thứ hai đó chính là cách trị lan ben hiệu quả nhất. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, lan ben là một trong những bệnh lý về da do nắng gây nên. Và chúng ta thường phát hiện thấy là tự nhiên da của chúng ta có những cái mảng tròn, nó sáng màu hơn so với cái màu da bình thường. Ban đầu thì bạn chỉ thấy 1 đến 2 đốm thôi. Nếu như bạn không chăm sóc tốt và điều trị kịp thời thì nó sẽ lan rộng ra. Lan ben tuy không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhưng mà nó ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ rất là nhiều. Và nó có thể nổi ở bất kỳ nơi đâu trên cơ thể của chúng ta. Chúng ta cần phải biết cách cũng như là chăm sóc tốt và điều trị kịp thời bạn nhé. Và thông thường xác định lan ben thì bác sĩ sẽ dựa trên những triệu chứng lâm sàng là những cái dấu hiệu mà Trang vừa nêu đó. Và kèm theo đó là bác sĩ sẽ xôi tươi cái lan ben đó luôn trực tiếp để xem coi có nấm gây nên hay không. Và thông thường thì xôi dưới kính hiển vi cùng với dung dịch KOH 10% thì sẽ thấy những cái sợi nấm ngắn ở cái chỗ xôi lan ben đó. Thì sẽ thấy những cái sợi nấm ngắn và bào tử nó nằm rải rác hoặc là nó tập trung lại thành một chùm giống như là chùm nho. Hoặc đơn giản hơn nữa là bác sĩ sử dụng đèn chuyên dụng để soi da đó, đèn hút. Thì cái đèn này khi soi lên thì nếu như đó là bị lan ben thì dưới ánh sáng bình quang thì sẽ cho ra màu vàng hoặc là màu vàng sậm, vàng sáng hoặc là vàng nâu đó, để thấy rằng bạn đang gặp vấn đề về lan ben và bác sĩ sẽ bắt đầu hướng dẫn cho bạn cách điều trị. Thứ hai, cách điều trị lan ben hiệu quả nhất, có lẽ phần này các bạn đang quan tâm đây, các bạn đang mong xem coi nếu như bị lan ben thì điều trị như thế nào. Nếu như bị lan ben thì tùy theo mức độ thì bác sĩ sẽ điều trị. Bạn có thể sử dụng thường thuốc bôi hoặc là dùng thuốc uống. Nhưng mà thuốc uống thì phải theo chỉ định của bác sĩ. Bởi vì thuốc kháng sinh, kháng nấm chúng ta không tự ý sử dụng được. Nó độc tính lên cơ thể và không phải dùng trong một khoảng thời gian dài. Tùy thích uống bao nhiêu là được các bạn nhé. Cần phải lưu ý vấn đề này. Đối với dạng lan ben dạng nhẹ thì chỉ cần sử dụng thuốc bôi là được. Thuốc bôi thì bạn có thể sử dụng ketoconazole nè, lotrimazole hoặc là terbinafin hoặc là miconazole, vân vân. Đây là những cái loại thuốc có khả năng điều trị lan ben và kháng nấm cực kỳ tốt. Còn đối với trường hợp nếu như bạn sử dụng kháng sinh, kháng nấm đường uống thì bác sĩ thường kê cho bạn là ketoconazole 200mg trên ngày và uống từ 5 đến 7 ngày. Hoặc là uống itraconazole thì sẽ uống là 100 đến 200mg trên ngày, uống 5 ngày. Hoặc là bác sĩ sẽ kê cho bạn fluconazole thì fluconazole này chỉ uống 200mg trên một ngày nhưng mà phải uống kéo dài tới 2 tuần. Tùy thuộc vào cái mức độ mà bác sĩ sẽ kê cho bạn một loại thuốc phù hợp và cái liều lượng sử dụng hợp lý. Thì đây là Trang chỉ giới thiệu đến tất cả các bạn để tham khảo thôi, chứ không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý nhé. Và trong quá trình điều trị lan ben thì các bạn cần phải nhớ giữ vệ sinh cá nhân thật sạch, không sử dụng chung vật dụng cá nhân hay là dùng chung khăn, mặc đồ chung hay là giặt đồ chung cùng với những người bị lan ben, bởi vì nó rất dễ bị lây lan. Và nhớ là trong cái mùa nắng nóng này chúng ta hạn chế đổ mồ hôi. Nếu như đổ mồ hôi bạn không lau kịp thời, nó chảy ra những cái vùng nơi khác mà từ cái nơi lan ben xuống thì tất nhiên những vùng da dưới cũng sẽ bị lây lan ra. Và nhớ là giặt đồ sạch, phơi đồ dưới nắng mặt trời để diệt đi vi nấm. Tốt nhất là chúng ta nên bổ sung thêm những cái thực phẩm có chứa giàu vitamin C tốt cho sức khỏe để tăng cường sức đề kháng. Như vậy là Trang đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cũng như trả lời cho tất cả các bạn biết rằng điều trị lan ben như thế nào là hiệu quả nhất. Tốt hết là nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và thực hiện điều trị theo bác sĩ thì sẽ tốt hơn.
Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.